Bây giờ là 3 giờ sáng, tôi có hai lựa chọn là đi ngủ hoặc là ngồi chơi game kinh dị. Tất nhiên là với bộ não có IQ chỉ ngang bằng một củ khoai tây thì chẳng mất nhiều thời gian để tôi chọn phương án thứ hai. Nhưng không sao, vì tôi đã hứa với anh em là sẽ chơi con game này rồi. Giữ chữ tín là rất quan trọng, vì tôi sinh ra trong một gia đình vô học, một gia đình có truyền thống về văn học. Đấy. Tiếng gì đấy? Ui, có két cái gì? Cái âm thanh này nó làm tôi nhớ về một kỷ niệm ngày xưa. Trong đêm khuya thanh vắng, bên cạnh tiếng giấy mèn kêu là tiếng giường có kẹt và tiếng la thất thanh của chị hàng xóm. Mày điên à? Ơi, chồng em với chị bây giờ như kiểu Romeo và Juliet ấy nhỉ? Nhảy xuống đây với em nào, em sẽ đỡ chị. Đéo đỡ đâu, ngã dập cổ chết con mẹ mày. Ô sủi ạ, khôn thế nhỉ? Chị nhìn thấu vào kế hoạch của tôi luôn, vãi luôn. Sợ thế. Ui, cái gì đấy? Đứa nào kẹt trong toilet đấy? Hết giấy vệ sinh à? Đập cửa toilet như thế này thì chỉ có thể là tín hiệu của hết giấy vệ sinh thôi. Đéo có cửa. Ôi trời ơi. Ui, vậy đây là cảm giác của Chí Phèo khi bị cự tuyệt quyền làm người. Ui dồi ôi, gục ngã trước cửa thiên đường là có thật. Ui dồi ôi. Chị ơi, em từng nghe câu hát bà em đưa em ra đầu làng, nhưng em chưa từng nghe thấy câu nào nó nói là chị em đứng sẵn ở đầu làng bao giờ cả chị ạ. Sao tự nhiên đêm hôm tôi chơi cái game này làm gì? Thế là đời nát bét, chỉ muốn đi ngủ mà giờ thì nát bét. Ôi giời ơi. Đèn ơi, mày đừng lung lay nữa, mày rơi vào đầu chị đi, để tao qua. Ôi giời ơi, đi có mẹ mày game luôn. Ui. Sao chị kêu như diễn viên phim sách thế? Đừng tống tình em không làm bạn diện với chị đâu. Ui dồi ôi. Cái đèn pin trông khả nghi lắm. Có khi nào là bẫy không nhỉ? Vãi. Ui dồi. Xuyệt xuyệt, đừng khóc nữa, chị đến bây giờ mẹ. Ơi! Đúc cái rẻ vào mồm nó đi, đúc cái đèn pin cũng được. Chị mà bước chân vào đây ấy, là cái tạo vật của quỷ này sẽ chết em tức. Em làm thật đấy. Đấy, phải dùng con tin mới sống được. Ui dồi ôi. Chưa gì đã thấy tiêu diêu miền cực lạc rồi. Nhìn sau lưng. Đéo. Ui. Ui.